mình đang có mặt tại một xã bên Lâm Hà. Hôm nay đi qua Đà Lạt có việc để ghé vào Lâm Hà chơi. Bây giờ là đang vào cuối tháng 2, mới ăn Tết xong. Thì hoa cà phê bây giờ một số vùng đã nở, nở đợt 1, đợt 2 cũng có nữa. Đây là những cây cà phê mà nở hoa lần đầu này, những cây nhỏ này. Đấy, những cái này là được ra hoa lần đầu tiên, thì năm nay sẽ được thu bói, hoa rất nhiều, thành rất chùm xê hoa. Hoa cà phê một cắng và có chùm như thế này. Đấy, từ trong cành, trong thân ra tới ngoài ngọn này và đều có hoa. Có những chú ong chăm chỉ đi hút mật. Tây Nguyên mùa này thì là mùa tưới. Cà phê sau khi được tưới thì nó bung hoa rất đều và hoa có thể nở khoảng 3-4 đợt tùy vào cái lượng hoa, thời gian nở nó kéo dài trong vòng khoảng 2 tháng. Những gốc cà phê này là những gốc cà phê năm nay mới ra hoa lần đầu, hoa rất chung xuê và nở rất đều, thơm. Mình đi vào trong vườn cà phê thì nghe mùi hương thơm ngào ngạt. Bây giờ mình đi qua bên cái vườn bên này là những cái cây già, cái hoa già nở hoa rất rộ nhá. Cây này, đây những cây này nở hoa rất rộ. Đây là hoa, nó nở hoa này chắc nở được khoảng tầm 3-4 ngày rồi, nó vàng, nó úa rồi. Những cái này là những cái vết úa, hoa bắt đầu héo. Sau khi hoa héo thì nó sẽ những cái hoa héo này nó sẽ rụng xuống và để lộ ra những cái búp trong này, nó sẽ trở thành quả. Đấy, tương lai nó sẽ thành quả. Đây này, rõ hơn đây, nó sẽ đầu quả thì tầm 2 tháng nữa thì sẽ hình thành quả. Đấy. Tầm hơn 2 tháng nữa thì mùa mưa đến thì lúc này trái cà phê là đậu quả, và những cái quả nào mà non mà không đủ chất dinh dưỡng nó sẽ rụng. Những cái này thì sau này là sẽ là quả này, chùm này, quả này. Đó, thì những cái này nó đậu quả trước thì chín trước, còn những cái bông hoa này nó đậu quả sau thì sẽ chín sau, thành ra là nó cái cành cà phê nó sẽ chín không có đều, chắc chắn là như thế. Cây cà phê này tương đối cao này, từ dưới gốc này mà lên trên ngọn thì nó khoảng gần 3 mét, 2,5 mét, 2,7 mét gì đó. Cà phê này to này, cà phê này cũng già cỗi rồi. Gốc này thì nó rơi vào tầm khoảng 15-17 năm chứ không ít đâu. Gốc này rất to, đường kính của nó là rơi vào 25 phân, 30 phân gì đó, rất to, tán rất rộng. Đây là những cái trái mà nó đậu sớm này, cái trái này là đậu sớm này. Những trái này thì trong tương lai thì nó cũng khô mà héo đi thôi. Đây, như cái này là khô rồi này, trái này là khô rồi này, không đậu thành trái được bởi vì nó ra sớm mà. Hình như là thu hoạch xong là đã có rồi, thì nên là nó cũng không thể cho trái được. Đây, trái này vàng là bắt rụng rồi này, đụng vào là rớt ngay, rụng rồi. Những trái này trong tương lai, những cái quả này trong tương lai này sẽ rụng thôi, không thể đậu trái, không thể thu được. À, những cái trái này thì có triển vọng này, đậu trái sớm. Đó, đây, những cái này là đậu trái sớm. Ở đây chúng ta thấy một chú ong đi hút mật tha phấn. Đây, sáng giờ là đã kiếm được một đống phấn này rồi, trên chân rồi. À, hoa cà phê thì ong rất ưa. À, một số vùng thì người ta đặt những cái trại ong để cho nó hút mật hoa cà phê, phấn hoa cà phê. Phấn hoa cà phê và mật ong cà phê thì bán
Cái giá thị trường nó tầm khoảng 100 đến 120 lít. Tùy nơi bán. Rất tốt cho sức khỏe và rất được ưa chuộng. Mật ong cà phê, mật ong của hoa cà phê thì cũng là một đặc sản của khu vực Tây Nguyên. Chủ nhà mời vào nhà uống nước, nhưng mà mình đi mình review cái vườn hoa đã. Bên này thì cái gốc này thì nó nhỏ hơn mấy gốc bên kia. Gốc này thì tầm khoảng cũng gốc già rồi. Gốc già rồi, nhưng mà người ta sau khi cây cây thân già mà nó hết tuổi rồi thì người ta cưa đi để cho cái chồi con nó mọc lên. Và người ta mọc đây được 4 chồi thì người ta tạo thành 4 cây tán, 4 cái cây con mọc lên tạo tán như thế này. Thì cây này cũng già rồi chứ không phải là cây non nữa. Tuy nhiên những cái thân non này thì chắc cũng khoảng 2 năm thôi. Tầm dưới 2 năm chứ không được 3 năm đâu. Đó. Người ta cưa đi và bây giờ nó mọc lên 4 cái thân nhỏ như thế. Bên này có một cái cây cà phê. Nó hai nhánh cao, cái này phải trên 3 mét. Toàn bộ ở đây là khu vực này người ta trồng hầu như là cà phê rô hết. Đây là những thân, cái vườn này là vườn rô nhé, cà phê rô nhé, cà phê vối Robusta. Ở đây họ có mấy cái thùng ong này. Nhà này chắc ngày xưa làm ong, nhưng mà hình như bây giờ không có làm nữa. Bây giờ họ không có làm nữa. Đây. Mà vườn có những cái thùng ong. Để mình cho mình xem cho em coi họ còn nuôi không. Vẫn còn rất là nhiều ong. Đây các bạn thấy nó tầm khoảng vài ba chục thùng ong gì đó người ta nuôi để cho ong nó hút phấn hoa, mật hoa cà phê. Các bạn có nghe ve vo tiếng ong kêu không? Ta lại gần xem nào, cẩn thận nó bị ong chích nha. Đây ong đây. Bay vo ve đó. Rất thơm. Một mùi thơm rất đặc trưng của cà phê. Ngào ngạt. Bạn nào mà du lịch vườn cà phê á thì ăn Tết xong thì đi du lịch được, đi với các vườn, các trại cà phê được. Đó là mùa cà phê trên Tây Nguyên là nở rộ vào tầm tháng 2 tháng 3. Tháng 2 tháng 3 là nó nở rộ. Trong vòng 2 tháng. Ong rất chuộng hoa cà phê. Vườn cà phê này chắc khoảng tầm vài ba hectare. Trời Tây Nguyên mùa xuân rất đẹp, nắng ráo, thỉnh thoảng có tí gió. Trời nắng nhất vào tầm khoảng 1 đến 3 giờ chiều là trời nắng nhất. Nhiệt độ thì tầm khoảng 28 đến 30 độ, rất mát mẻ. Xa xa kia là có những cái đồi. Có những cái đồi thì người ta hình như là cũng trồng cà phê.